phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cải cách hành chính là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai. Thời gian qua, với sự cố gắng, nỗ lực của các bộ ngành địa phương, các thành viên ban chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên cả 6 nội dung bao gồm: công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, chuyển đổi số, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số đã đạt được những bước tiến quan trọng, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp vẫn còn nhiều điểm nghẽn, nút thắt gây cản trở cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Một số bộ ngành phản ứng chính sách còn chậm một bộ phận cán bộ công chức xử lý văn bản công việc chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ công việc của người dân và doanh nghiệp. Tại phiên họp, các bộ ngành trung ương và địa phương đã thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp và đề ra giải pháp khắc phục những điểm nghẽn, ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện đồng thời đánh giá khái quát kết quả cải cách hành chính nói chung và đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thúc đẩy công tác này trong thời gian tới. Theo kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, CPAT và chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, bài index đạt trên 80%. Đáng chú ý, tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT năm 2022 với 86,26%, tăng 9 bậc so với năm 2021. Đứng thứ nhất 14 tỉnh thành phố khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Về chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Thái Nguyên tiếp tục nằm trong top 10 tỉnh thành đứng đầu cả nước, cụ thể là xếp vị trí thứ 9 với tổng số 87,39%. Kết quả xếp hạng chỉ số CPAT và Pi năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên cho thấy sự lỗ lực rất lớn của cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chính sách, cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đồng thời cũng cho thấy sự đánh giá và mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước của bộ ngành mình từ đó chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp nói riêng với cách làm mới sáng tạo thiết thực hiệu quả bám sát phương châm hành động của chính phủ đoàn kết kỷ cương bản lĩnh linh hoạt chủ động sáng tạo kịp thời hiệu quả